tất cả phá từ tấm tưởng sanh bệnh do đâu mà có là từ tấm bạn mà ra do ý niệm bất thiện cảm ứng được nếu mọi ý niệm của bạn đều là niệm thiện niệm niệm, niệm đều là tịnh niệm thì làm sao mà sanh bệnh được không có đạo lý như vậy cho nên bệnh phải do chính mình hiểu rõ những đạo lý này đem tà niệm Ý niệm sai lầm Ý niệm bất thiện Thể đều buông bỏ Vĩnh viễn đừng nghĩ về nó Bạn nghĩ một lần Đồng nghĩa tạo thêm một lần Sau khi chân thực sám hối Không bao giờ nghĩ tới nữa Chỉ cần bạn nghĩ một lần Thì sự sám hối Coi như chưa được sám trừ sạch sẽ Vẫn còn sót lại Tàn dư bên trong Nhất định phải niệm đến tầm thanh tịnh Cho nên người niệm Phật chắc chắn có lợi ích Ít lợi gì? Đó là thiện niệm Ý niệm thiện nhớ Chính là niệm A-di-đà Phật Thiện nhất trong các thiện Không có ý niệm nào thiện hơn ý niệm này Nếu bạn thực sự niệm Phật Niệm đến tâm thanh tịnh hiện tiền bạn sẽ không có đau bệnh Chân thật tin vào Có Phật hiệu này Có thể đồ cho chúng ta Có thể giúp đỡ chúng ta Chúng ta một chút hoài nghi Cũng không có